Nếu như về chuyên môn không có gì bất ngờ thì phải nói rằng khán giả hôm qua lại là một điểm nhấn của cuộc so tài giữa tuyển Việt Nam và tuyển Lào. Không khí hứng khởi hiện tại đã thu hút một lượng lớn khán giả Việt Nam cả ở Lào và từ Việt Nam sang theo dõi. Và phải nói rằng trong một lần rất hiếm hoi, hai đội bóng gặp nhau chính thức ở Viêng Chăn, người ta được thấy không khí cổ động hữu nghị có lẽ chỉ có ở hai nước Việt-Lào mà thôi. Trận đấu diễn ra vào buổi tối, nhưng ngay từ trưa, các cổ động viên Việt Nam đã hội họp, chuẩn bị như thể cho một ngày lễ quan trọng, ngày lễ bóng đá. Tết chưa đến nhưng mà hình như là mình sẽ ăn hai cái Tết bên Lào. Một là cái Tết bóng đá, cái Tết cổ truyền là đến sau nhưng mà cái Tết bóng đá là đến trước. Nghe thấy đội tuyển Việt Nam thi đấu tại Lào đây là thực sự là em phấn khích lắm, ăn mất ngủ. Mình chỉ mong làm sao mà đến cái giờ thi đấu là mình ra sân để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam thật là nồng nhiệt ạ. Có lẽ chỉ ở Lào mới có một lễ diễu hành của cổ động viên Việt Nam trên đường phố trước khi trận đấu diễn ra như thế này. Trên xe có quốc kỳ của cả hai nước và họ cổ vũ cho trận đấu hơn là một đội tuyển nào. Trên khán đài sân vận động quốc gia Lào thực sự là một bầu không khí lễ hội. Tiếng hô hào đầy sôi động cùng màn trình diễn đèn flash có lẽ lâu lắm người ta mới thấy ở nơi đây. Không có khoảng cách và cũng không có sự căng thẳng giữa các nhóm cổ động viên. Người Việt yêu đất nước Lào và nhiều người Lào cũng coi Việt Nam là quê hương thứ hai của mình. Nếu hôm nay Việt Nam thắng là chúc Việt Nam vô địch. Tôi thì sinh sống ở Lào đây gần 10 năm. Thì thứ nhất là mình cũng là người Việt Nam thì yêu nước Việt Nam. Thứ hai là mình sinh sống tại Lào mình phải yêu nước Lào. Truyền cảm hứng của mình là mình cả hai đều cống hiến với nhau. Một trận đấu đặc biệt, ngoài những kết quả đạt được về chuyên môn thì có thể nói đã giúp gia tăng tình yêu đất nước cho những người Việt xa xứ, đồng thời thắt chặt thêm mối quan hệ Việt-Lào anh em.